Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Thưa quý vị, con người muốn đạt được thành công phải hội tụ đầy đủ các yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Có nghĩa là phải nắm bắt được đúng thời điểm mới mong có được thành công. Theo đó, các chuyên gia tử vi tâm linh cũng chỉ ra rằng có 6 con giáp nếu không thức thời nắm bắt thiên cơ chắc chắn sẽ gặp vận đen, cẩn thận vỡ nợ mất trắng, tán gia bại sản. Bạn bè xa lánh mà người thân cũng hắt hủi tránh xa. Vậy thiên cơ được tiết lộ là gì? Và những con giáp này cần phải làm gì để tránh được vận đen đeo bám? Những con giáp đen đủi trong ngày nay là những con giáp nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi những phân tích ngay sau đây. Con giáp xui xẻo đầu tiên trong ngày đó là những gia chủ tuổi Hợi. 1. Tuổi Hợi. Các chuyên gia tử vi tâm linh học cho biết gặp vận kiếp tài xuất hiện cho thấy bạn đang quá chủ quan trong thời gian dài vừa qua, con giáp tuổi Hợi nhé. Lời khuyên cho bạn trong ngày này là nên nhìn nhận lại các mối quan hệ để lựa chọn những người bạn thấy phù hợp dựa trên quy tắc, ranh giới cá nhân. Hơn nữa lại bị cục diện lục xung đã khơi mào sang một trận chiến không mong muốn, khiến bạn cảm thấy rất khó khăn trong việc chia sẻ cảm xúc, vì nói ra điều nào lúc này cũng bị cho là tiêu cực. Ngũ hành xung khắc cho thấy bạn dễ gặp rắc rối liên quan tới tiền bạc, bạn cần cố gắng chi tiêu trong ngân sách, nghe lời khuyên của những người có kinh nghiệm trước khi đầu tư tiền bạc. Sự bốc đồng có thể gây ra thua lỗ. Và để hóa giải vận đen, chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Hợi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Chi tiết từng tuổi như sau. Tuổi Ất Hợi 1995 mệnh hỏa, học được kiến thức mới rất bổ ích. Tuổi Đinh Hợi 1947 và 2007 mệnh thổ, hãy hạ bớt cái tôi, tránh tranh cãi. Tuổi Kỷ Hợi 1959 mệnh mộc, sống đơn giản để hạnh phúc hơn. Tuổi Tân Hợi 1971 mệnh kim, hãy nghiêm khắc hơn với bản thân mình. Tuổi Quý Hợi 1983 mệnh thủy, yếu đuối chỉ nên mang tính thời điểm. Đó là con giáp xui xẻo đầu tiên trong ngày hôm nay, con giáp tiếp theo mà ta xét đến là những người tuổi Dần. 2. Tuổi Dần. Thương quan là lời cảnh báo đối với con giáp tuổi Dần. Bản mệnh hãy chú ý tiết chế cảm xúc cá nhân, thận trọng trong các kế hoạch hợp tác và đầu tư, giải quyết ổn thỏa các khoản nợ cần, nếu không bạn có thể vướng vào tranh chấp, kiện tụng. Hình hại vô ơn khiến người tuổi Dần tỉnh ngộ, nhận ra bộ mặt thật của những người được bạn giúp đỡ trước đây nhưng sẵn sàng phủ định và thậm chí họ còn tìm cách hãm hại bạn. Đã đến lúc bạn đánh giá lại mối quan hệ để biết ai nên tập trung, ai không nên gần gũi. Hỏa mộc tương xung cũng là lúc để bạn cải thiện tình hình tài chính. Con đường sinh lợi rộng mở nếu bạn khéo léo chuyển mình. Không nên lãng phí thời gian và tiền bạc vào những việc không cần thiết. Điều này có thể gây rắc rối cho bạn. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dần cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Chi tiết từng tuổi như sau. Tuổi Giáp Dần 1974 mệnh thủy, lời nói vô ý có thể gây mất lòng. Tuổi Bính Dần 1986 mệnh hỏa, sự đồng cảm là cần thiết lúc này. Tuổi Mậu Dần 1998 mệnh thổ, không tập trung dễ làm hỏng việc. Tuổi Canh Dần 1950 và 2010 mệnh mộc, hãy thôi nghĩ xấu cho người khác. Tuổi Nhâm Dần 1962 mệnh kim, được người khác giới khen ngợi. Đó là con giáp xui xẻo thứ hai trong ngày hôm nay. Con giáp xui xẻo tiếp theo không ai khác là những người tuổi Tý. 3. Tuổi Tý. Theo các chuyên gia tử vi tâm linh học cho biết, cục diện tỷ kiên có thể là tác nhân khiến con giáp tuổi Tý tức giận. Tránh để cảm xúc tác động quá nhiều đến mình, khiến bạn đưa ra những quyết định dựa trên áp lực. Đừng quên rằng có những vấn đề đã trở thành quá khứ, bạn cần học cách từ bỏ để tránh lặp lại sai lầm tương tự. Bên cạnh đó, ngũ hành xung khắc nhắc nhở bản mệnh thận trọng chuyện tiền bạc, chiếu để lộ rằng mình có tiền trong nhà, kẻo bị kẻ gian rình rập.
Ngoài ra, hạn chế mang theo đồ đắt tiền bên người khi đi ra ngoài bạn nhé. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tý cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Chi tiết từng tuổi như sau. Tuổi Giáp Tý 1984 mệnh Kim, lòng ganh tị sẽ khiến bạn trở nên hẹp hòi hơn. Tuổi Bình Tý 1996 mệnh Thủy, cẩn thận với giọng điệu của bạn cho người khác. Tuổi Mậu Tý 1948 và 2008 mệnh Hỏa, hãy tập trung vào ưu điểm của mình. Tuổi Canh Tý 1960 mệnh Thổ, cẩn thận kẻo mất tiền oan. Tuổi Nhâm Tý 1972 mệnh Mộc, tránh xa những tác nhân xấu cho bạn. Đó là con giáp xui xẻo thứ 3 trong ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi video để biết mình có nằm trong những con giáp xui xẻo tiếp hay không nhé. 4. Tuổi Sửu. Trong ngày hôm nay, do thiên quan tác động tiêu cực lên tâm lý, khiến cho con giáp tuổi Sửu cảm giác vô cùng hoang mang. Lúc này hãy thôi mơ mộng mà cần tập trung vào những gì bạn có thể làm trong khả năng, đồng thời duy trì học hỏi, rút kinh nghiệm từ những người khác nữa. Tín hiệu tốt đẹp về chuyện tình yêu đôi lứa đã xuất hiện khi có tam hợp ghé thăm. Người độc thân có thể tìm thấy cơ hội tình cảm, làm mới mối quan hệ. Ngũ hành tương sinh cũng tương trợ để vận trình hôm nay diễn ra suôn sẻ. Sức khỏe đang được cải thiện, nhiều người vẫn chữa được bệnh và sắp trở lại cuộc sống bình thường. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Chi tiết từng tuổi như sau. Tuổi Ất Sửu 1985 mệnh Kim, nên có góc nhìn cởi mở hơn. Tuổi Đinh Sửu 1997 mệnh Thủy, tính toán lại đường đi nước bước của mình. Tuổi Kỷ Sửu 1949 và 2009 mệnh Hỏa, cái xấu cái đẹp chỉ mang tính tương đối. Tuổi Tân Sửu 1961 mệnh Thổ, không nên áp đặt ý kiến lên người khác. Tuổi Quý Sửu 1972 mệnh Mộc, bạn đủ tinh ý để nhìn ra vấn đề. Con giáp xui xẻo tiếp theo ta xét đến ngày hôm nay là những người tuổi Mùi. 5. Tuổi Mùi. Trong ngày hôm nay, thiên quan nhắc nhở tuổi Mùi làm gì cũng nhớ thận trọng, cân nhắc trước sau. Hãy nghĩ cho bản thân, tránh những tình huống mạo hiểm, thiếu sáng suốt. Bạn cần xác định được áp lực tiềm ẩn đằng sau mỗi lựa chọn của mình và cân nhắc từ quan điểm khách quan nhất. Hôm nay, tam hội cho phép bạn tìm ra hướng đi cá nhân, điều chỉnh lại cách giao tiếp và thể hiện bản thân tốt nhất. Bạn nên chú ý tới các mối quan hệ với đồng nghiệp, cấp trên để có được sự hỗ trợ khi đối diện với hoàn cảnh khó khăn. Hỏa thổ tương sinh cho thấy sức khỏe của bạn khá tốt, giúp bản mệnh tràn đầy năng lượng. Sự tích cực này sẽ giúp bạn có sức lan tỏa trong cộng đồng, nhờ thế mà những người xung quanh bạn cũng tốt lên. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. Chi tiết từng tuổi như sau. Tuổi Ất Mùi 1955 mệnh Kim, hãy tôn trọng quyết định của người khác. Tuổi Đinh Mùi 1967 mệnh Thủy, yêu xa chỉ khiến bạn cảm thấy mệt mỏi. Tuổi Kỷ Mùi 1979 mệnh Hỏa, khoảng cách giữa thực tế và lý thuyết khá xa. Tuổi Tân Mùi 1991 mệnh Thổ, nhận được sự tin tưởng của người thân. Tuổi Quý Mùi 1943 và 2003 mệnh Mộc, đừng bám chấp quá vào quá khứ lâu đến vậy. Quý vị thân mến, như vậy, kênh Phong Thủy Sa Cát vừa chia sẻ cho quý vị những con giáp xui xẻo nhất ngày 12 tháng 9 âm lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp xui xẻo ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và cảm thông chia sẻ với bạn nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.